Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt chúng con thiếu nhi sẽ sức lễ lần đầu và được thêm sức hôm nay rất thân mến. Trong bài đọc thứ nhất qua sách ngôn sứ Isaiah, chúng ta đã nghe nói đến hồng ân Chúa Thánh Thần sẽ được ngự xuống với việc sức dầu cho ngôn sứ Isaiah. Và chắc chắn rằng không phải chỉ có Isaiah mà thôi, mà còn cho những con cái của Chúa, cho dân của Chúa. Và Thánh Thần sức dầu để sai Isaiah cùng những người tin theo Chúa để ra đi loan báo tin mừng, để đem lại sự an vui, sự giải thoát cho con người đang đau khổ vì lý do này, lý do khác, nhất là vì tội lỗi của mình. Và cái điều này chúng ta nghe trong bài tin mừng theo Thánh Luca. Chúa Giêsu cũng đã tự nhận mình là người được sức dầu tấn phong để sai đi loan báo tin mừng. Nhưng có cái điều đặc biệt ở đây, Chúa Giêsu Ngài nói rằng cái điều mà Isaiah loan báo ngày xưa đó thì hôm nay đã được ứng nghiệm ở nơi con người của Ngài. Nghĩa là Chúa Giêsu ý thức rằng mình là một con người được Thánh Thần sức dầu tấn phong để sai đi. Chúa Giêsu đã được Chúa Cha sai từ trời xuống thế, rồi từ đó được sai đi để loan báo tin mừng, để sống và hiến mình cho nhân loại theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Đó là cái điều hết sức đặc biệt mà Chúa Giêsu dám xác quyết cái điều đó. Hôm nay chúng con sẽ được rước Chúa lần đầu tiên, nghĩa là chưa có được lãnh nhận bí tích thêm sức. Những em nào hôm nay sẽ được rước Chúa lần đầu đâu, còn giơ tay lên cho coi nè. Đông quá ha. Rồi con để tay xuống đi. Cha sợ nói với cha là có tới 80 em rồi. 83 em sẽ được thêm sức. Vậy thì mấy em thêm sức thì lát nữa sẽ nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần. Còn chúng con được rước Chúa lần đầu thì hôm nay chúng con có nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần không? Không, mấy năm nữa lận con? 2 năm nữa hả? Ta hỏi lại nè, từ nào giờ chúng con có được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần chưa? Chưa, tội nghiệp quá vậy. Chưa có lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần hả con? Nếu mà mình không có được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần thì mình đâu có được gọi Chúa là cha. Con gọi Chúa là cha chưa? Gọi chưa? Đọc kinh lạy cha hằng ngày mà, rồi làm dấu nhân danh cha và con nói rằng mà bảo không có. Nay chối đạo rồi, học giáo lý mà chối đạo. Không phải run quá rồi. Nhưng mà đúng ra là chúng con đã được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần từ ngày chúng con được rửa tội. Nhớ không? Giờ đứa này gật đầu có rồi. Phải không? Từ ngày chúng con được lãnh nhận bí tích rửa tội, là cha và người rửa tội cho chúng con, sức dầu ban Thánh Thần cho chúng con. Và từ đó chúng con đã được tái sinh, được sinh lại để trở thành con của Thiên Chúa. Từ đó mình mới có thể gọi Thiên Chúa là cha một cách có ý nghĩa đúng đắn. Cho nên phải nói là chúng con đã lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần rồi. Chúng con đã được Chúa Thánh Thần sức dầu để tái sinh chúng con, và sức dầu để sai chúng con sống và loan báo tin mừng. Thì chúng con có thể loan báo tin mừng được không? Được không? Nói con nhỏ xíu mà loan báo tin mừng cái gì? Mà không phải vậy đâu. Chúng con sẽ trở thành người loan báo tin mừng khi chúng con
sống ngoan nè, biết vâng lời cha mẹ nè, siêng năng kính lễ. Chúng con trở nên cái niềm vui, trở nên tin mừng cho cha mẹ của chúng con, cho ông bà, cho những người thân, cho cha xứ, cho các anh chị giáo lý viên. Chúng con trở thành người học ngoan ở nhà trường, ngoan ngoãn biết vâng lời mẹ cha ở nhà. Đó là chúng con đã biết sống theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần để mình trở nên người loan báo tin mừng và trở thành một cái tin vui, trở nên một hồng ân của Chúa cho người khác. Chúa Giêsu Ngài đã nói rằng hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe, nghĩa là Ngài xác định rằng Ngài là một người đã được sức dầu tấn phong và được sai đi, và Ngài đi đàng hoàng chứ Ngài không có từ chối. Và Ngài đi từ trong gia đình của mình như là một người con ngoan, càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan, thêm đạo đức, dễ yêu trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người. Đấy, cho nên như Thánh Phaolô mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai qua thư Ngài gửi cho tín hữu Galata, thì Ngài nói rằng ai sống theo Thánh Thần của Thiên Chúa thì sẽ biết sống theo cái sự thúc đẩy của Ngài để sống một cách tốt đẹp hơn, không có theo ma quỷ, không có theo thế gian để sống bê bối. Thế bây giờ ở trong nhà thờ đấy thôi, có khi quỷ thì nó cũng thích chúng con nó ngồi với quay qua quay lại, anh này khiều anh kia, chọc anh nọ. Nhưng mà Thánh Thần thì thúc đẩy nhắc chúng con nghiêm trang đi, mình dự lễ sốt sắng để hôm nay mình rước Chúa cho đàng hoàng, mình đón nhận Chúa Thánh Thần qua bí tích thêm sức cho nó hẳn hoi tốt đẹp. Đấy, vẫn luôn luôn có một cái sự tranh đấu giữa ma quỷ, giữa thế gian và Chúa Thánh Thần. Và người mà thực sự được sức dầu Thánh Thần, được Chúa Thánh Thần ngự xuống thì sẽ theo sự hướng dẫn của Ngài. Còn nếu không thì sẽ dễ theo ma quỷ lắm, dễ theo thế gian lắm, dễ sống mà không có trở nên cái niềm vui, trở nên một cái tin vui, tin mừng cho người khác, trở nên không có trở nên cái niềm hạnh phúc cho người khác. Hồi mới đến đây thì vô đến gần cửa nhà thờ thì thấy có một ông hội đồng giáo xứ cầm hai con chim bồ câu. Cha biết là tượng trưng là Chúa Thánh Thần đấy, đưa ra. Và có cha xứ đó dẫn cha đi vô tới cửa thì trao cha xứ một con, cha một con, tượng trưng như là thả ra để cho chim bồ câu, tượng trưng cho Chúa Thánh Thần chứ không phải là Chúa Thánh Thần đâu nhé, tượng trưng cho Chúa Thánh Thần để thả ra. Thì thường nghĩ rằng chim bồ câu nó thả ra thì nó sẽ bay lên, nhưng mà lúc nãy khi mà cha sở với cha thả ra thì thấy chim bồ câu nó đập đập cánh rồi nhảy xuống đất. Chim bồ câu không bay, mà có một con bay còn con nó nhảy xuống đất. Chắc là ông hội đồng giáo xứ nãy giữ chim bồ câu mạnh quá, nắm nó mệt, cho nên là thả ra nó xây sẫm mặt mày, nó bay lên không được. Nhưng mà nghĩ như vậy thì không có nghĩa là nói là Chúa Thánh Thần này yếu quá rồi bay không nổi, không có nghĩ như vậy. Nhưng mà cha là cha suy nghĩ rằng Chúa Thánh Thần hôm nay Ngài như hình chim bồ câu, chim bồ câu nó trở nên gần gũi, mà nhiều khi người ta đút bánh mì hay cho nó ăn hay trở nên gần gũi, đưa tay để nó bay lên cái tay của mình, nó không sợ mình nữa, nó trở nên gần gũi. Thì có thể nói cha cũng hy vọng là mừng là qua cái hình ảnh đó, qua cái sự kiện đó có thể cho chúng ta một cái niềm hy vọng rằng Chúa Thánh Thần như hình con chim bồ câu đó, nó trở nên gần gũi, nó không có sợ con người. Còn nếu không nó sợ thì nó sẽ bay lên cao và nó bay đi mất luôn. Ở đây Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống ở trên cộng đoàn chúng ta. Lúc đó thì các em rước lễ, chuẩn bị rước lễ và thêm sức đứng hai bên đó với các phụ huynh và bao nhiêu người nữa, nên gần gũi, có thể bắt được chim bồ câu đó dễ dàng hơn.
Điều đó làm cho chúng ta suy nghĩ rằng nếu như Chúa Thánh Thần mà trở nên gần gũi, trở nên quen thuộc, trở nên thân thương đối với từng người trong chúng ta như thế thì chắc chắn là sẽ đẹp lắm. Chúa Thánh Thần sức dầu để rồi dám sai chúng ta, sai không phải để mình đi đâu xa đâu, mà để sai chúng ta đi vào đời, đi vào trong cuộc sống của mình, vào trong gia đình của mình, đến nhà thờ, đến trường học, đến bên ngoài xã hội, mà chúng ta đi với sự tác động, sự thúc đẩy, soi sáng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta sẽ biết làm cái điều gì tốt, biết suy nghĩ điều gì tốt, biết nói những gì có giá trị xây dựng sự hiệp thông, xây dựng yêu thương. Bởi vì hoa quả của Thánh Thần là yêu thương, bình an và hiền hậu, nhẫn nại, khiêm nhượng, trong sạch và biết làm những điều tốt đẹp, có giá trị, đem lại hạnh phúc cho con người và xây dựng cái tình bác ái huynh đệ, xây dựng cộng đoàn, xây dựng từng con người trở nên con cái dấu yêu của Thiên Chúa. Nên hôm nay chúng ta tin tưởng, vui mừng hiệp dân thánh lễ này, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống tràn đầy trên tất cả chúng ta. Không chỉ những em được lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay, mà cả những em được rước Chúa lần đầu hôm nay nữa, và tất cả mọi người, dù lớn, dù nam hay nữ, dù ở hoàn cảnh nào, chúng ta cũng tin rằng Chúa Thánh Thần sẵn sàng ngự xuống trên chúng ta nếu chúng ta biết mở lòng mình ra. Và chớ gì khi Thánh Thần ngự xuống trên chúng ta, Ngài cũng sẽ được chúng ta đón tiếp Ngài và giữ Ngài trong lòng mình, và để cho Ngài soi sáng thúc đẩy tâm hồn mình, để từ nay những cái bước chân cuộc đời của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta biết để cho Ngài chiếm ngự và soi sáng thúc giục chúng ta làm được những điều tốt, và đừng để cho Ngài buồn thiêu thiểu bởi vì chúng ta nghe lời thế gian, nghe lời ma quỷ nhiều hơn là nghe lời Ngài. Chúng ta đón nhận Ngài để Ngài có thể sống và hoạt động trong tâm hồn, trong cuộc sống, trong gia đình của mình. Để nhờ đó thì mỗi ngày chúng ta sẽ trở nên gần Chúa hơn, chúng ta sẽ trở thành những người biết loan tin mừng cho những người khác, biết đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho gia đình, cho giáo xứ, cho giáo hội và cho thế giới. Ước mong sao Chúa Thánh Thần thực sự sẽ ngự xuống trên chúng ta và làm được những điều tốt đẹp cho chúng ta như đã làm cho Chúa Giêsu ngày xưa vậy. Amen.